Xin kính chào quý cô bác cùng toàn thể các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình ngày hôm nay. Và mình là Linh Văn Bé. Hành trình tiếp theo của mình ngày hôm nay thì sẽ vào bản Poma. Để hôm nay mình sẽ lắp một cái điện năng lượng mặt trời cho nhà năm mẹ con. Mà video lần trước thì mình có đăng tải lên á. Thì cái món quà này của cái cô là Christina Trần thì vừa rồi thì có gửi cho mình là 200 đô. Đổi ra tiền Việt Nam là được 4 triệu 600 nghìn các bạn nhé. Thì trước đó thì mình đã dùng cái số tiền của cô Christina Trần này mua đồ dùng gia đình rồi. Thì cái thứ đó mình đã xong và đã công khai cái số tiền ở những cái video đó. Và có số tiền thừa còn lại thì hôm nay mình sẽ mua cái điện năng lượng mặt trời này. Và sẽ phát thêm quà của một chú giấu tên ở bên Mỹ là 1 triệu đồng tiền mặt. Còn chú là cũng gửi cho mình thêm là 1 triệu đồng để mua gạo, mua quần áo. Nhưng mà mình cũng rất xin lỗi là dạo này mình cũng đang bận ấy, thì cũng chưa thể là mua vào cho gia đình được. Thì mình cũng hẹn một ngày là không xa thì mình sẽ mua vào cho năm mẹ con các bạn nhé. Thì còn cũng rất nhiều cô, nhưng mà ở trong cái danh sách này thì bao giờ mình sử dụng đến cái phần quà này thì mình cũng có thể là công bố cho quý cô bác anh chị cùng biết sau nhé. Và sau đây mời quý cô bác anh chị cùng theo dõi video của mình nhé. Và hôm nay mình cũng vẫn nhờ anh Xính đi để cùng phiên dịch, gọi là làm phiên dịch cho mình ấy. Thì cái phần lắp thì mình sẽ lắp, nhưng mà lắp xong thì mình sẽ cho cái gia đình biết là cách sử dụng như thế nào các bạn nhé. Thì lẽ ra là hôm nay mình cũng mua thêm quạt vào cho gia đình, nhưng mà một mình đi thì mình chở nó không nổi ấy, nó hơi cồng kềnh, cho nên là mình hẹn một ngày sớm nhất mình sẽ mua quạt vào cho để cho năm mẹ con được quạt. Và bây giờ thì mình với anh Xính sẽ Dính sẽ vận chuyển cái điện năng lượng mặt trời này vào cho gia đình nhé các bạn nhé. Vâng ạ, và cái bình năng lượng mặt trời này thì cũng tương tự như là mấy lần mình cùng anh bản sắc dân tộc đi lắp cho các gia đình mồ côi hoặc là nhiều gia đình ấy. Thì mình cũng được nhận được nhiều ý kiến tham khảo là mua một cái bình mà nhỏ nhỏ mà 2 triệu thôi, hàng của Việt Nam. Nhưng mà mình tìm hiểu thì ở cái thị trấn Mèo Vạc này cũng không có. Mà cái đó thì nó cũng không có cái bộ chuyển đổi từ 12V sang 220V ấy, nên là nó cũng không được tiện như cái này. Cái này đắt hơn, nhưng mà thì chắc chắn đắt thì nó sẽ hiện đại hơn rồi. Đi anh em mình đi. Anh em còn vác cái này nữa. Đây, chắc các cháu chắc vẫn đang ở nhà. Khá nặng ấy anh ạ. Và đây chính là cái bộ mà hôm nay mình đã mua cho gia đình của năm mẹ con các bạn nhé. Cũng giá vẫn là 3,5 triệu, giống như là một mọi khi mình lấy với lại anh bản sắc dân tộc đi lắp thôi. Tại vì mình cũng mua ở quán đấy ấy. Mọi quán khác thì cũng có, nhưng mà người ta có cái loại rẻ ấy. Nó chỉ hơn 1,5 triệu thôi, cái ấy bằng cái 2-3 bàn tay này thôi các bạn ạ. Còn cái này thì cái tấm pin của nó rất là to. Đây các bạn ạ. Cũng có các bộ chuyển đổi hết nhá. Cũng không thiếu sót cái gì đâu ạ. Tại vì mình cũng được đi cùng anh em bản sắc dân tộc lắp rồi ấy, cho nên là mình cũng yêu cầu họ lấy y chang như thế. Bóng đèn các kiểu có đầy đủ. Đây chính là cái tấm pin mà giống như
mỗi khi mình vẫn lắp cho những cái gia đình như là ba chó mồ côi ấy. Rất là to nhá các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ tiến hành lắp đặt cho gia đình. Đây, các cháu thì ở nhà ngoan không? Sẽ nhờ anh dính cùng mình lắp. Hôm nay thì mình vào một mình cho nên là cũng phiền anh xính một chút. Anh Phi anh xính nhá. Chị mới đi làm gì về đây ạ? Chị Pau không biết. Cẩn thận anh nhá. Đó, sao anh quấn cái dây kia xong rồi buộc vào cái đinh á. Để nó nằm ngang anh ạ. Nằm ngang rồi. Vâng. Xong rồi luồn vào cái lỗ kia cho em nhá. Anh ngay này. Vâng vâng, nằm ngang như thế xong rồi luồn vào cái lỗ đấy. Dây này đảm bảo không nhỉ? Có chứ, dây ở trong có lõi đồng mà. Dây đấy phơi nắng phơi mưa thoải mái luôn anh ạ. Hai dây mà, không phải sợ. Yeah, bây giờ mình nhờ anh xính tí mà luồn xuống dưới thì gọi em nhé. Em xuống nghiên cứu là cái bình điện này mình để lên cao một chút ấy. Tại vì nhà có nhiều trẻ con cho nên là mình phải để nó chỗ nào nó hợp lý một chút. Đây cháu lớn đây. Biết nói tiếng Kinh chưa? Biết chưa? Đi học biết nói chưa? Không biết à? Thế đi học là học tiếng gì thôi? Chị Pau vẫn không biết các bạn ạ. Buồn quá. Đây là đứa cháu thứ ba nhé các bạn nhé. Thì đây cháu thứ hai. Ok, để em tóm được rồi. Lúc nào hết dây gọi nhá. À được, ok. Thế anh xuống đi. Đây là cháu út các bạn nhé. Với lại bà ngoại. Bà ngoại thì mình lên đây mấy hôm thì vẫn còn thấy ở đây thì mình cũng mừng. Bởi vì là có người hộ trông các cháu này thì thấy chị cũng vừa đi làm về các bạn nhé. Bây giờ thì cũng chiều tối rồi. Bây giờ thì mình sẽ đưa cái bình này lên cao bởi vì là nhà có rất nhiều trẻ con ấy. Mình sợ là các cháu không biết lại sờ mó vào là rất là nguy hiểm. Vâng, anh em mình à. Đã đưa đến đây rồi. Đó. Đây cho quay. Hả? Cho quay như này được. Giờ cho nó dịch ra ngoài mép này một tí để mỗi lần bật cái công tắc nó dễ hơn.
Quay ra đây này anh ạ, quay cái công tắc này ra bên ngoài. Quay, vâng vâng. Là, vâng vâng, đấy. Thế là trong cái này. Không thì anh cứ cho ra cho nó vướng cái cây kia, mình sợ là nó có gì bù cho đặt. Vâng vâng, đấy. Anh hỏi cho đặt. À, để như thế cũng được. Là nó không rơi xuống được ấy. Ừ. Trời, vô sáng hỏng rồi. Vâng. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành lắp đặt cho chị. Cho tha vào cái này đi làm chưa nào. Vâng. Ôi, nóng quá. Nóng quá. Xuống xuống dưới anh ạ, để em lên em lắp cái kia vào là ok. Lên lên, sao để lên đằng nào. Rất là tối. Vâng, thì nhà bà này có lắp được cái năng lượng mặt trời này là quá tuyệt vời. Ừ. Hai hôm nữa em mua cho bà cái quạt vào là các cháu thoải mái quạt luôn. Cái này thằng anh của. Vâng. Bây giờ thì mình với lại anh Dính sẽ buộc cái này vào, buộc vào anh ạ, cho nó chắc chắn một chút. Không thì nó cũng rơi thì gọi là tình huống xấu nhất thôi, nhưng mà cái này thì cũng không rơi được. Nhưng mình cái gì mình cũng phải đề phòng để cho nó gọi là an tâm hơn ấy. Lấy cái thang cho nó chắc chắn. Bảo chị bảo là tối ấy mà không ngủ ấy thì lúc nào không cần dùng đến điện thì tắt cái bóng đi, là cứ công tắc đấy mà tắt thôi. Vâng. Đủ đúng không anh Dính? Dây ấy. Vâng vâng, thế thì tốt rồi. Thì nó còn một cái nguồn điện nữa cơ. Nó nguồn điện đấy là nó rất mạnh, nhưng mà bây giờ thì em cũng đã tắt nó đi rồi. Thì mai mốt mình mua quạt, mua dây vào thì sẽ hướng dẫn cho gia đình cái đấy. Đây là chiếc đèn hàng ngày mà chị dùng á, lúc mà chưa có cái năng lượng mặt trời. Con này không cho vào bụng, không cho vào bụng. Anh Dính ơi, anh hỏi xem bảo là cháu lớn này sao lại đi học mà lại không biết nói tiếng phổ thông, đi học tiếng dân tộc à? Cháu là không, nhưng mà sao mà tí hầu lúc ra hầu thế mà không con nó cho đứa không nghe, thế là không biết rồi, không biết con nào. Anh có một đứa như là biết, anh cả hai đứa cũng biết hết rồi, biết hết. Nhưng mà đứa này đi học lại, đi học lớp 3. Lớp 3 rồi. Mà vẫn không biết nói tiếng phổ thông. Thế thì. Ông
Không biết không? Không biết một tí nào luôn. Thế thì hàng ngày cháu đi học thì không biết chắc là không nói. Thầy cô giáo ở đây là cũng dạy bằng tiếng phổ thông chứ? Có chứ, dạy cả tiếng phổ thông, không phải tiếng Mông chứ. Không dạy tiếng Mông đâu đúng không? Không dạy tiếng Mông đâu. Vâng, tiếng Mông là tiếng cha sinh mẹ đẻ rồi thì... Mông là dạy tiếng Mông là sao biết được, không biết được. À... Phải dạy tiếng phổ thông cho rồi. Vâng, vâng. Anh cũng xe lại mà. Vâng. Ai. Thế lại học đến lớp 3 mà lại vẫn chưa biết tiếng phổ thông mà các bạn nhé. Cũng chưa biết viết luôn đúng không? Chưa biết viết cái gì hết. Biết tiếng phổ thông. Viết được nhưng mà không đọc được. À lại thế. Có được. Viết được nhưng lại không nói được. Đồ chỉ thằng ạ. Viết mà viết được nhưng mà đầu không chắc là không biết nói. Không biết nói thế nhưng có vai mà cái. À. Thì đứa nhà có vai mà. Ừ, mình chỉ có vai thôi. Thì mình chỗ cái nông một có vai hả? Ý gì mà có vai đâu? Chỉ tái thì nghe. Con này còn nóng nữa. Đi sói phòng mình rồi. Sao thế sao à? Cọc nóng mà. Mà chạy có bay không? Mình có bay đâu. Đây lên xã đấy. Hầu lấy 4, 3 là lên 4 rồi đi lên xã đấy. Lên xã. Tao đi mà, tao ngủ thế mà mù à thế thì. Nhưng mà em nghĩ là đi học lễ ra cũng phải. Mình đi đâu mà nó không có phổ thông. Nó biết viết tiếng phổ thông nhưng mà đọc lại không biết đọc. Chỉ bóng tao chậu à? Chỉ bóng lũ chậu à? Chỉ bóng lũ chậu à? Anh cứ xua cái ô thầm cho chết đi à? Quá buồn các bạn ạ, ở đây các cháu học sinh ở đây đi học đến lớp 3 thì nhưng mà tiếng phổ thông thì vẫn chưa biết nói nên là mình thấy rất là đáng buồn. Thì mình cũng quay sơ trong này cho các bạn cùng thấy nhá, bởi vì là mọi hôm ấy thì rất là tối, thì hôm nay là mình cũng vận chuyển được cái năng lượng mặt trời đến đây rồi thì cũng rất may mắn là rất là sáng. Đây các bạn ạ. Đây là chắc là cặp sách của cháu. Anh Dính ơi, anh bảo bé này bảo là cố gắng học giỏi biết đọc tiếng phổ thông, em mua sách vở với lại cặp sách các thứ cho đẹp cho. Cứ bảo nó thế cho nó cháu cố gắng. Mua quần áo đẹp cho mà đấy. Bọn cháu cố gắng học và đọc tiếng phổ thông ấy. Vâng, để cho cái phát triển được cái trí tuệ một chút, không thì đi học lớp 3, lớp 4 mà vẫn còn chưa biết biết viết lại không biết động đọc các bạn ạ. Song tao yêu tuyên tao gọt tân tao này, yêu sống cho chị thầm cho chị này, còn bầu cho chị này. Đây là hoàn cảnh của gia đình năm mẹ con đây các bạn nhé. Thì mình hôm nay thì cũng vào lắp xong cái năng lượng mặt trời rồi. Thì, trong nhà rất là sáng. Vâng, thì mình bây giờ cũng đã chuyển lên cao như thế này rồi. Thì nó cũng hơi bất tiện một tí, nhưng mà thôi thì các cháu còn nhỏ thì mình cũng không có cách nào hơn là mình để lên cao. Nhưng mà gia đình thì ở đây có cái ghế như thế này ấy. Đấy, tiện có cái ghế này. Nếu mà tối mà cô với lại chị đi làm về thì có thể là đứng lên cái này. Đứng lên cái này là đến các bạn nhé. Đó. Và mình sẽ hướng dẫn cô là chỉ cần tắt nút này đi là điện sẽ tắt nhé. Còn mình bật lên như thế này là sẽ sáng. Còn ở trong này ấy thì có cái điện mà chuyển đổi sang 220V này thì
mai mốt mình vào thì mình sẽ mua quạt vào với lại mua dây điện ấy, thì mình sẽ luồn xuống đây và để cái cột này vẫn cao cao cho các cháu đỡ đụng tới, thì mình sẽ hướng dẫn cho các cô sau. Bảo chị cầm cái chìa khóa này là của cái bình đấy. Nếu mà một thời gian mấy hôm nữa em lại vào ấy thì là gọi là mua giường mua các thứ vào đây này, thì là em sẽ kiểm tra xem nó có cái vấn đề gì không về cái điện đóm không ấy. Thì bảo chị biết cách sử dụng chưa? Chỉ cần bật cái nút đỏ kia thôi. Vâng. Bây giờ là cách gọi là tối ưu nhất. À. Cái điện là nó bây giờ là ở trên kia, là nó nạp ở trên kia rồi, bây giờ là chỉ dẫn xuống đây và tối mình chỉ cần bật cái nút đỏ kia. Còn mai kia thì em sẽ mua một cái quạt vào với lại hoặc là một chút đèn, một cái đèn học cho cái cháu này bây giờ đang học rồi đúng không, thì mua vào cho cháu để học, thì mình có thể là cắm vào đây thì dòng cái dây điện xuống cao cao cái chỗ kia thì là nó sẽ an toàn hơn ấy. Thì lúc đấy em sẽ hướng dẫn về cái phần đấy. Cái đấy là cái điện lưới mà nó mạnh như là cái điện ở nhà anh bây giờ ấy. Cái này có thể dùng quạt mà là các kiểu được mà. Vâng vâng. Thì anh cứ bảo chị là như thế. Hỏi chị xem là còn chỗ nào chưa hiểu không? Về cái này ấy. Cái này ấy thì nó cũng không mấy khi trục trặc hỏng hóc gì đâu. Mình chỉ cần bây giờ trước mắt là cứ bật cái núm đỏ kia là có điện. Còn sau này thì em sẽ mua một cái dây điện mà có ổ cắm ấy, thì dòng xuống đây. Thì nó em sẽ chỉ chị gọi là cắm như nào, cách sử dụng như nào cái kia sau. Và hiện tại là em chưa mua được, hôm nay thì mua đồ thì nó rất là cồng kềnh ấy. Vâng vâng. Thì bây giờ bảo cả gia đình ra đây để em công bố cái số quà này của Mạnh Thường Quân nào. Thì bây giờ anh bảo cả bà nữa ra, với cái cả cháu ra nhá. Vâng, anh Xính, anh có thể là phiên dịch giùm em là cái đây là cái năng lượng bình năng lượng mặt trời này là quà của cô Christina Trần, mà lần trước ấy thì là anh em mình vào thì là cũng đã mua cái đồ dùng trong nhà kia, là cũng của cùng một cô là cô Christina Trần. Thì hôm nay thì em lần đó thì có mua cái suất quà đó và dư tiền ấy thì em mua cho gia đình cái bình năng lượng mặt trời này thì cũng vừa đủ tiền. Vâng ạ. Thì anh có thể là nói lại cho chị Christina Trần. Nói chị nè. Vâng vâng, dịch cho chị biết đấy. Chị biết. Đấy. Trần. Christina Trần. Đây. Vâng. Đúng rồi. Christina. Vâng vâng. Tôi nghĩ lâu một chút chi máu thì bao chỉ muốn đăng bè tụt con nè tụt mùa hơn mà nên bè hồ núi kia Christina Trần kia Trần mà lâu giờ nhìn cái chi thì bao chỉ bè mà nên ba nhia thôi mà thay rồi nên mua giờ có công si là sao bè nè bè nhà mẹ cho anh đi mẹ à thế chua lúc này tăng chăn đu bè thằng mắm này tăng chăn đu mà người mà số cầu dưới này là thế chắc họ tự nhiên thế mà tôi mua này thế mà tôi ni tụm tụm mua ba con này mà tụm ni mình chưa được bao tụm ni mà tụ ở tiền ni bắt ra này lấy bên lấy tôi sẽ được tụm mua lấy mua mà lấy ba lấy mua mà lấy ba nhiên này tôi mà cho nhẹ này chỉ muốn tặng tao lấy ba tao này này chỉ muốn cho riêng lấy ba này đi đi à cho rằng chỉ muốn lấy ba mà tụm ni mà cho tụ cho này kia cho rằng mà thì tụm ba này ni ba còn nên chuyện này mà ở đây là số cái anh ơi, chỉ cần là phiên dịch là cái suất quà mà năng lượng mặt trời này thôi, còn số tiền này thì là của một Mạnh Thường Quân khác. Vâng.
tụi mua mua cho mà thì mua lú à tiền sắn lú sáu này cho tông xí chồng thôi thôi mà yếu ít tuổi mà thì khó nhiên là yếu tuổi nhưng mà khó nhiên thì cho thả tụi mua hết rồi nhưng mà ô số sinh đâu à tụi mua này ô lỗ thì chỉ bảo mà thì số sinh thì cho này cho mua thế cho cứu hết đâu. Anh đã nói xong rồi đúng không? Vâng, thì đây là 1 triệu đồng thì của Mạnh Thường Quân, muốn giấu tên ấy thì không muốn công bố tên thì em cũng phiền anh là giao tiền mặt này trực tiếp cho gia đình của 5 mẹ con nhé. Vâng ạ. Cái gì? Giấu tên. Giấu tên. Vâng, tức là chú này là chú không muốn công bố tên của mình. Vâng. Vâng thì anh chào gia đình anh hả? Của gia đình. Ý đúng rồi. Vâng. Vâng. Anh hỏi là cái này là thằng P là tên của không chú này là không muốn cho cộng đồng biết tên mà là chú muốn giấu tên. Ồ, giấu tên vào thế. Vâng vâng. Đấy. Nhưng mà lâu ít đồ tí lâu giấu tên nên muốn phá đấy cho nhi thế. Ừ, ít đồ tí là mà phá lò cho tụi nhi tăng cả tôi cho nên tụi nhi. À tụi nhi mà nhiều đấy tụi lâu. Tụi nhi mà chỉ cho ấy. Chúng chia cho ai cũng chia cùng chia cho cho mỗi tuần rồi chưa rồi nữa nhưng mà gì mà không có ý chỗ nhỉ ý chỗ nhỉ mà ra được chỉ là 1 triệu đồng thôi mà thấy chỗ nhỉ mà có thuốc tân rồi. Vâng, và đây cũng là một phần quà của cái chú giấu tên này thì là nói với em là đưa cho chị 1 triệu đồng tiền mặt để chị mua đồ ăn các thứ cho các cháu ăn ấy. Thì sau đó thì chú cũng bảo là trích một ít tiền của chú gửi qua cho em ấy thì là có đưa cho anh để anh về anh mua rau hay là mua cái gì đấy cho gia đình ăn uống. Cái này là phần của anh. Vâng. Cái này phần của anh à? Vâng, đây là quà của cái chú giấu tên. Vâng. Cái này của anh à? Đúng rồi. Vâng ạ. Thì anh có muốn nói với lại cả gia đình em cũng mong là được một cái lời nói cảm ơn nào đó đến Mạnh Thường Quân thì cái này của anh phải không? Vâng đúng rồi, anh có thể cầm. Dạ. Ô đi mà đi đi. Lâu tụt thao có học cái tụ lâu ba ba uống đi trong này là lâu nhu à. Là muốn cái khó à nhu à. Công độ tôi cho là này tôi nhìn cho nghe mà muốn khó độ uống mà muốn có phát sáng là thế là cảm ơn các anh ấy. Vâng. Vâng. Dạ vâng. Vâng vâng. Thì mặc dù là cháu bé cũng không biết gì nhưng mà chắc chắn là chị cũng đã một diễn đạt một cái lời cảm ơn nào đó rất sâu sắc đến cái Mạnh Thường Quân. Vâng. Thì qua đây thì cho cháu bé xin được cảm ơn đến tất cả các Mạnh Thường Quân cũng như là tất cả các bạn đã theo dõi video của mình và chúc các bạn và các cô chú Mạnh Thường Quân một ngày làm việc vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp bên gia đình cùng người thân. Và video của mình đến đây trao quà và lắp cái đèn năng lượng mặt trời cho gia đình cũng hết rồi. Mình hẹn quý cô bác anh chị ở những video tiếp theo nhé.